Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series World Class Nâng Cao. Mình là Duy, thì như thường lệ mình sẽ là người hướng dẫn các bạn ở trong cái video này. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta cài đặt theme, mà cụ thể là theme newspaper. Thì đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem trước cái theme này nó nằm ở đâu. Các bạn có thể mua bằng cách là chúng ta truy cập vào theme forest, rồi sau đó các bạn gõ là newspaper. Rồi các bạn nhìn thấy top trên cùng đây, chúng ta có cái theme là newspaper by tag deep. Các bạn bấm vào thì giá của cái theme này, như mình đã nói ở video đầu tiên rồi ha, giá của nó là 59 đô la trên một năm. Và trong trong một năm này thì mình sẽ được là update cái version miễn phí từ tag deep, tức là từ cái chủ viết ra cái theme này. Và đồng thời là chúng ta có 6 tháng support, tức là các bạn nếu mà gặp vấn đề gì về theme và các bạn cần cái chủ theme support, tức là tag deep á, thì các bạn có thể gửi ticket ha, thì chúng ta có 6 tháng được support. Ngoài ra là các bạn có thể xem qua những cái tính năng và những cái mô tả của cái theme này đó, các bạn có thể xem qua rất là nhiều cái tính năng ha, mình lướt sơ qua thôi. Rồi, thì để cài đặt thêm newspaper thì các bạn sẽ tải cho mình cái mã nguồn của cái thêm này. Thì cái mã nguồn này của thêm này các bạn truy cập vào bit.ly/newspaper-theme. Thì đây là cái mã nguồn mà mình đã mua 59 đô rồi và mình chia sẻ với các bạn. Thì cái thêm này nó được phát hành dưới cái giấy phép là GPL. Giấy phép là GPL, các bạn lưu ý GPL. Thì đối với giấy phép này thì nó cho phép chúng ta, tức là cho phép cái người mua, mà cụ thể là mình, thì cho phép cái người mua cái theme này và phân phối lại cho những người dùng khác. Tức là đây là cái hình thức mà mình đang phân phối lại cái mã nguồn theme này cho các bạn dưới cái sự cho phép của cái giấy phép GPL này. Thì các bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí mà không cần phải trả 59 đô như như là mình đã mua. Các bạn truy cập vào bit.ly/newspaper gạch dưới thêm để mà chúng ta tải về. Đây, khi các bạn truy cập vào đây, các bạn sẽ được chuyển qua cái Google Drive. Và các bạn ở đây, các bạn lưu ý ở trên màn hình đó, chúng ta có cái nút là tải xuống nè, các bạn bấm vào. Rồi chúng ta đợi một chút xíu, khoảng 1 giây, 1 tới 2 giây gì đó, nó sẽ hiện cái link download của chúng ta tải về thôi. Rồi tiếp theo là các bạn bấm vào cái nút vẫn tải xuống ha, tại vì Google Drive nó báo là không thể quét virus cho tập tập này, bởi vì cái file này đang là file zip, file nén, cho nên là các bạn vẫn bấm tải xuống như bình thường. Rồi các bạn thấy nó hiện lên cái cửa sổ tải xuống này, các bạn bấm save là được ha. Mình đã tải rồi thì mình không tải nữa, mà mình sẽ bấm cancel ha, các bạn vẫn bấm save như bình thường. Rồi sau khi tải xong thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái file zip là newspaper và dung lượng của nó là 12,12 MB 566 KB. Thì đây là cái dung dịch, cái dung lượng mà sau khi các bạn tải về. Rồi bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách cài đặt cái theme này như thế nào. Thì nếu mà ai xem qua cái series cơ bản thì các bạn là đã thuần thục rồi ha, các bạn có thể xem lướt qua cái phần này. Rồi mình quay trở lại cái website của mình tắt hai cái tab này đi cho nó gọn. Đây là cái website mà mình dùng để hướng dẫn các bạn trong series này, địa chỉ là hv30.vothanhduy.com. Thì đây là mình đang sử dụng hosting thực tế luôn chứ không dùng trên localhost. Các bạn truy cập vào admin bằng cách là chúng ta rê chuột vào, bấm phần bản tin. Rồi, bấm vào giao diện. Đây các bạn thấy nè, tốc độ hosting rất là nhanh ha. Mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng hosting thay vì chúng ta sử dụng localhost. Rồi, các bạn sẽ bấm vào thêm mới. Mình copy cái đường dẫn ở đây lại. Rồi, các bạn bấm nút tải lên. Choose file, rồi chúng ta trỏ qua cái file vừa mới tải về, newspaper.zip, chúng ta chọn vào open. Rồi, sau đó các bạn bấm cài đặt.
Rồi nó báo là đang giải nén lập tin, đang cài đặt ha. Rồi cài đặt giao diện thành công. Các bạn bấm nút kích hoạt luôn cho mình nha. Rồi như các bạn thấy trên màn hình, chúng ta đã cài đặt xong cái giao diện là Newspaper rồi. Rồi bây giờ các bạn tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cài những cái plugin cần thiết cho cái theme này bằng cách là các bạn bấm vào cái tab plugin. Rồi ở đây có bao nhiêu plugin thì mình khuyến khích các bạn là cài hết luôn để chúng ta sử dụng trọn vẹn những cái demo mà cái theme này nó cung cấp sẵn. Đối với cái tab Deep Composer thì nó tự động cài đặt rồi ha, các bạn không cần phải cài nữa. Các bạn chỉ cần bấm vô những cái plugin nào mà nó còn cái nút màu xanh là install đó, các bạn bấm install cho mình. Rồi, nó báo là plugin activated successfully, tức là cài đặt xong rồi, kích hoạt xong luôn rồi. Các bạn bấm return để chúng ta trở về cái trang trước. Rồi, cứ thế mà các bạn cài hết những cái plugin còn lại. Thì tốc độ hosting cài đặt plugin rất là nhanh, cho nên là chúng ta chỉ mất khoảng 1 phút để chúng ta cài xong tất cả plugin rồi. Rồi như vậy là xong, chúng ta đã cài đặt xong hết các plugin cần thiết cho cái theme này hoạt động. Tiếp theo các bạn sẽ cài đặt cái demo. Demo nó là cái gì? Demo nó là những cái giao diện dựa trên cái theme này mà nhà thiết kế, tức là nhà cung cấp theme, nhà bán theme họ làm sẵn cho chúng ta. Và chúng ta chỉ việc là chúng ta cài đặt và nó sẽ xuất hiện cái website của mình y chang như website của nhà cung cấp luôn, mà chúng ta không cần phải làm gì cả. Các bạn sẽ bấm vào cái nút là install demo. Rồi ở đây cái theme Newspaper cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái giao diện. Đây các bạn thấy nè, rất là nhiều giao diện và nhiều chủ đề khác nhau ha, các bạn thấy nè. Ở đây chúng ta có nè, chủ đề về động vật, rồi chủ đề về kiến trúc, rồi chủ đề về nghệ thuật, rồi baby, chủ đề về làm đẹp ha, rất là nhiều. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là trước khi chúng ta chọn một cái demo nào để mà chúng ta cài đặt cho website của mình thì các bạn nên review qua, tức là chúng ta nên xem qua giao diện đó nó có thích hợp với mình hay không bằng cách là các bạn rê chuột vào bất kỳ cái khung nào, các bạn rê chuột vào rồi các bạn bấm nút review để mà chúng ta xem qua. Đây. Đó. Bấm review chúng ta xem qua. Đó. Các bạn thấy nè. Rồi, các bạn bấm xem qua những cái giao diện khác ở bên cái tab bên tay phải luôn. Đây là cái giao diện màu đen ha. Rồi, tiếp tục là lifestyle. Giao diện về blog. Đây. Đây các bạn thấy rất là đẹp. Rồi tiếp tục về cái giao diện về tin tức. Đây, rất là đẹp ha. Rồi. Thì các bạn có thời gian các bạn có thể xem hết tất cả những cái giao diện này luôn. Thật ra thì nó cũng không quá nhiều đâu. Chúng ta chỉ cần bỏ khoảng 30 phút chúng ta xem hết qua cái giao diện này rồi. Rồi khi chúng ta xem hết qua thì chúng ta biết được cái giao diện nào mình thích rồi thì mình chọn cái đó để mình cài đặt thôi, rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn một cái giao diện cực kỳ đẹp mà mình rất là thích, đó là cái giao diện về giao diện về SEO marketing. Mình quên mất cái tên của nó rồi. Newspace, News Magazine. À đây, giao diện GetGet nè. Đây, mình rất là thích cái giao diện này. Rồi, bây giờ mình sẽ install cái giao diện này ha, bằng cách là chúng ta bấm vào nút install. À, lưu ý với các bạn là trước khi bấm nút install thì các bạn lưu ý cái chỗ mà cái nút này include content, tức là mặc định là chúng ta sẽ import, tức là chúng ta copy toàn bộ cái nội dung của cái demo vào website chúng ta luôn, có cái nội dung, có cả hình ảnh, rồi có cả nội dung bài viết, hình ảnh này nọ, tất cả những cái đó là chúng ta import hết. Nếu mà các bạn bấm only setting, tức là tắt cái này
chuyển về cái nút mình chuyển qua bên trái ấy, thì các bạn thấy là Only Setting chúng là chúng ta chỉ lấy những cái cấu hình, những cái thiết lập của cái demo thôi chứ chúng ta không lấy nội dung. Thì lưu ý là chúng ta chọn ha Include Content, chúng ta lấy tất cả nội dung luôn để chúng ta hình dung được là toàn cảnh website mình nó có cái gì sau khi mà import demo thành công. Rồi các bạn sẽ bấm vô cái nút Install. Rồi Newspaper nó sẽ hiện một cái bảng thông báo một lần nữa và chúng ta xác nhận là Yes hoặc No, thì các bạn bấm vào Yes. Và chúng ta chờ một chút xíu. Cái này chạy rất là nhanh nè, chỉ khoảng vài. Rồi các bạn thấy trên màn hình là chúng ta đã thông báo, được thông báo là demo install, tức là chúng ta đã import thành công. Tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập vào cái trang chủ để xem coi cái giao diện nó như thế nào. Rồi các bạn nhìn thấy trên màn hình ha, toàn bộ cái website của mình đã được giống như y chang cái demo. Rồi các bạn xem. Cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ sẽ có một cái câu hỏi đặt ra dành cho chúng ta, đó là gì? Giả sử như mình lỡ import cái demo này rồi, nhưng mà suy nghĩ lại rồi, cái demo này nó không phù hợp với chúng ta nữa, thì có cách nào mà các bạn có cách nào mà chúng ta import một cái demo khác hay không? Thì mình xin trả lời các bạn là có. Chúng ta quay trở lại cái phần admin. Giả sử như cái này giờ chúng ta không thích, chúng ta lại thì chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta thích một cái chuyên về tin tức công nghệ hơn, đó là cái Tech News. Thì đây các bạn bấm vô Install và nhớ chọn Include Content để chúng ta thay thế cái demo cũ ha. Rồi chúng ta xác nhận là Yes. Rồi sau đó các bạn cũng chờ trong khoảng một. Rồi các bạn nhìn trên màn hình là chúng ta đã chuyển sang cái demo này thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình mở trang chủ mình ra. Đây là cái giao diện của demo cũ. Bây giờ các bạn F5 lại. Rồi các bạn F5 lại, chúng ta thấy nè, toàn bộ cái nội dung đã được thay thế bằng cái demo mới và cái bố cục giao diện nó cũng mới luôn. Thì mình sẽ chọn cái bố cục này xuyên suốt trong cái series này luôn. Rồi, trong cái video này mình đã hướng dẫn các bạn thứ nhất là cài đặt theme Newspaper, cái thứ hai là import demo. Rồi video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách là chúng ta cấu hình website và những cái thiết lập của cái theme này như thế nào. Hẹn gặp lại ở các bạn video lần sau. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể like và share cái video này giúp mình. Các bạn cũng có thể bấm vào nút đăng ký kênh ở bên dưới cái YouTube video này để mà các bạn nhận được những video mới nhất từ VTD Channel. Xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.